Xin chào nhà ha. Thì hôm nay bầu trời ẩm đạm cả nhà ơi, mưa bão tới dữ dằn luôn rồi. Bây giờ là còn mới hé hé được nắng nè, nhưng chút xíu mưa nữa. Bây giờ là bão vô tới tới khu vực nhà mình rồi cả nhà, đang xì lì luôn nè, ghê không? Nắng thì nắng yếu yếu. Mà bữa nay thì không dám đi làm luôn, tại ở dưới ruộng của người ta cũng ngập nước luôn à, mưa nó ngập luôn. Thành nó ra ở nhà quay phim. Ghi hình cho cả nhà xem, đằng cuối của mình tung tăng ha. Nó ra nó nhai cỏ rồi, tối thui luôn rồi, giờ hết nó, không còn miếng may luôn à. Của mình chơi chơi đùa tung tăng. Trời ơi, nguyên cái dòng họ nghệ sĩ luôn à, chỉ còn thằng Gấu là làm diễn viên thôi, còn mấy ngày lên đây hết à. Ôi nản luôn, diễn viên thì đâu chui vô nhà đó, là thấy trời mưa chui vô nhà hết rồi. Cố vàng là chui vô nhà vô sớm luôn rồi, ngủ luôn rồi à, để cái điện thoại đây cho cả nhà xem nó buồn ha. Kim Cương với Gấu Vàng đang kinh nhau kìa.
Thằng lũ đen lúc nào cũng ngồi trước cửa. Thôi xin dừng video ở đây ha. Chúc cả nhà dễ hay. Cả nhà xem nhớ chia sẻ, bấm một like để kênh duy trì. Thì đàn cún của mình cũng ráng cho tụi nó ăn uống đầy đủ ha cả nhà. Tắm rửa cho ăn, hớt lông hớt tóc, cắm móng chân móng tay. Thì đó là những công việc chăm sóc cún. Xin chào ha, chúc cả nhà dễ. Thì cả nhà xem bấm một like ha. Xin chào.